Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Hôm nay Khải Toàn sẽ tra lá số 1979 kỷ mùi sinh tháng 10 dương lịch. Theo bát tự tứ trụ, tìm ra vài mật mã căn bản và tìm ra dụng thần mệnh khuyết. Khuyết tức là thiếu, tức là cần, kỷ tức là dư. Trong bát tự tứ trụ, nhật can mệnh ngày sinh là hạt giống, người này sinh ngày kỷ thổ hành thổ âm. Hạt giống là thổ, sinh tháng thổ, mệnh có nhiều hỏa thổ thường là mệnh tốt, nhưng đôi khi quá nhiều là mất cân bằng. Mệnh hoàn toàn không có thủy, sinh ngày kỷ hành thổ. Tiết khí này tiết khí xương gián, tuất là đại diện cho hỏa, xương gián là thổ quản. Mệnh đầu tiên là kỵ thổ và cũng không thể tiếp nhận thêm hỏa. Dụng thần đầu tiên của mệnh là thủy, dụng thần là thiếu và khuyết. Thủy dương lẫn thủy âm đều được. Dụng thần thứ hai là mộc, mộc nên dùng ít, không nên dùng nhiều. Kỵ thổ đại diện cho đất mềm, đất mềm không thích nhiều mộc, tức là không thích bị hình khắc. Kim đối với mệnh là trung cung, không kỵ không cần. Xét theo tính cách, kỷ thổ đại diện cho đất mềm. Ưu điểm là người này đầy lòng bao dung, nhân ái, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là sự đa nghi. Đối với mệnh, nếu mở lòng bao dung, mở lòng từ bi, giảm đi sự đa nghi sẽ khá thành công. Mùi đại diện cho trầm tính, đại diện cho nhiều hoài bão. Tuất cũng đại diện cho trầm tính, yêu thương gia đình. Mệnh quá nhiều thổ, tâm tính thường trầm lắng, khó có được sự sáng tạo. Điều tốt lành của mệnh nhiều thổ đại diện cho ban phát, người bao dung, hiếu thuận, có lòng thương người. Bản thân sinh ngày thổ, cung ta khắc là cung tài, cung cha. Mệnh hoàn toàn không có thủy, đại diện cho cha cơ cực, tiền bạc không dễ dàng tích trữ. Thổ đại diện cho bản thân, anh chị em, dễ xung khắc với anh chị em. Đây là mệnh nữ. Cung khắc ta là cung công danh, chức vị, cung phu tinh, cung người tình. Mộc trong mệnh cũng khá là yếu, thổ dày thì sẽ triệt đi thủy và triệt đi mộc. Cuộc đời khó gặp được người tâm đầu ý hợp trong việc hôn nhân. Thực tế ngoài đời, người này ngoài 45 tuổi vẫn chưa kết hôn. Nếu người sinh cùng ngày tháng năm với người này nhưng mà sinh khác giờ, nếu sinh 23 đến 1 giờ giờ Tý, mệnh sẽ tốt hơn nhiều, vừa có thủy vừa có mật mã quý nhân. Hoặc sinh giờ Hợi cũng khá tốt. Hợi là thủy mộc, Tý là thủy. Xét theo mật mã, người này có mật mã dịch mã, đại diện cho xa quê, di chuyển làm công việc xa. Thực tế ngoài đời, người này đang đi lao động nước ngoài. Khải Toàn xin nhắc lại, mệnh này kỵ hỏa thổ, cần thủy là chính, cần thêm một ít mộc. Mệnh trong mệnh thủy yếu và thủy chính là cung tài, tài lộc luôn quan trọng với một người bình thường. Xét theo thời vận, hiện tại đang 45 tuổi, đang hành vận kỷ mão. Mão hành mộc đại diện cho công danh, quyền lợi, chức vị. Vận có mộc cũng khá tốt, tuy nhiên bản thân dễ bị hình khắc. Kỵ thổ gặp vận thổ đại diện cho tâm tính càng trầm lắng hơn, dễ tranh chấp, tranh giành đoạt lợi và cả đố kỵ. Xét theo vận trước, mệnh kỵ thổ, kỵ cả hỏa, vận nào cũng có hỏa thổ, ngay cả chữ dần này cũng là trường sinh của hỏa, trong dần vẫn có hỏa, hoàn toàn không phải là thời vận thuận. Mệnh gốc tuy tốt nhưng thời vận rất kém, cuộc đời gian nan vất vả, khó thành, hoài bão khó được như ý. Nói về tiểu vận,
đang hành vận kỷ Mão. Năm 2023 là năm Quý Mão, quý kỷ khác nhau, Mão trùng Mão không phải là năm tốt. Và từ năm 2023 cho đến năm 2026-2027, đa phần là do Mộc, hỏa quản, không phải dụng thần, hoàn toàn không có thủy, không phải tốt với mệnh. Người này được xem là người khuyết thủy cực độ. Người thiếu nhiều thủy, nhà ở nên dùng nhiều màu trắng xám, đen xanh dương. Nên ở gần nguồn nước. Pháp khí không thể thiếu, đó là nước và cá. Tượng màu đen, có thể dùng vàng bạc của kim. Nhà người khuyết thủy cực độ. Nhà tắm, nhà vệ sinh nên có thể dùng gương. Tượng thần tài Mahakala màu đen cũng đại diện cho nhiều thủy. Nên đeo kính mát khi ra đường, uống nhiều nước ở gần nguồn nước, mỗi tối trước khi đi ngủ mang theo một chai nước suối. Và đặc biệt nên giữ cho gương mặt luôn trắng sáng. Trên gương mặt, miệng đại diện cho thủy, khi miệng bị nổi mụn có thể là vận kém. Người dư thổ dễ liên quan đến bệnh đường ruột, hô hấp, dạ dày. Tóm lại, đây là một lá số phiền não, nhiều đau khổ, nhiều tâm tư, khó giải bài với người khác. Chỉ có dùng phương pháp tu tập mới khai mở trí huệ, giảm đi phiền não của thế gian. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.